từng smartphone toàn cầu với lợi nhuận bỏ xa Samsung, Huawei, Apple tiếp tục thống trị thị trường smartphone toàn cầu với lợi nhuận bỏ xa các đối thủ, bao gồm cả Samsung và Huawei. Theo Counterpoint Research, Apple chiếm 66% lợi nhuận và 32% tổng doanh thu thị trường thiết bị di động toàn cầu. Nguyên nhân được cho là táo khuyết có lượng người dùng thiết bị di động cao cấp trung thành ở các thị trường lớn như Mỹ, EU và Nhật Bản. Lợi thế này đã mang về cho Apple khoảng lợi nhuận khổng lồ mà các hãng smartphone khác mơ ước. Với chiến lược phục vụ nhiệt huyết, hệ sinh thái mạnh. Apple vẫn sẽ đạt doanh thu và lợi nhuận ổn định trong những năm tới. Trước mắt, lợi nhuận của Apple sẽ tăng cao sau kỳ nghỉ lễ và mùa mua sắm cuối năm, khi các dòng iPhone mới của hãng được báo cáo đạt doanh số tốt. Samsung đứng thứ hai, chiếm 17% tổng lợi nhuận của ngành công nghiệp smartphone. Sự kết hợp gia tăng của Galaxy A Series cùng với sự khởi đầu tốt của Galaxy Note 10 Series là lý do chính cho sự tăng trưởng của hãng điện tử Hàn Quốc. Các thương hiệu smartphone Trung Quốc có mức lợi nhuận thấp, nhưng đã cải thiện đáng kể so với các năm trước. Các hãng điện thoại Trung Quốc đang đưa ra các mẫu smartphone hấp dẫn, các flagship với nhiều tính năng mới có giá cả phải chăng. Ngoài ra, họ cũng chú trọng kiếm tiền từ các dịch vụ tài chính, sản phẩm IoT và nhiều dịch vụ khác. Tuy nhiên, họ cũng vấp phải những thách thức như việc người dùng lâu lên đời smartphone hơn và việc Apple giảm giá sản phẩm. Canterpoint Research dự đoán các quý tới thị trường smartphone sẽ tăng trưởng mạnh trở lại nhờ mạng 5G được thương mại hóa tại nhiều quốc gia. Tuy vậy, tăng trưởng doanh thu có thể xảy ra nhưng chi phí nguyên vật liệu cho thiết bị 5G cũng có xu hướng tăng điều này khiến lợi nhuận mà các hãng thu về cũng không nhiều